Hello, chào bạn. Trong chủ nhật hôm nay, mình sẽ gửi các bạn một video ngắn quay review chiếc Morgan Aero 8. Chiếc Aero 8 thứ nhất ở Việt Nam thì đặt một trạng và chỉ số của một đại gia tại Hà Nội. Thế xe đang đổ ngay phía sau đây tại khách sạn Sạch, khách sạn Bên Trường Côn. Thánh địa của thánh địa các đại gia thường xuyên về thăm để cà phê buổi trưa buổi tối. Đây chúng ta đến đây là những thiết kế đặc biệt trên mẫu xe được làm hoàn toàn thủ công với thân gỗ đặc biệt. Các bạn thấy xung quanh rất nhiều đông người đang khách nước ngoài cũng chụp ghi lại những bức hình của chiếc Aero Super Aero 8 này, màu trắng rất là đẹp. Ở Việt Nam hiện nay chỉ có hai chiếc Morgan, một chiếc SuperSport, một chiếc Aero 8. Chiếc Aero 8 này thì mới hơn chiếc SuperSport đời Việt Nam năm ngoái. Mâm 19 inch, sơn đen, rất là đẹp. Du khách Tây cũng rất là tò mò về chiếc Morgan này. Đẹp ba. Logo Morgan. Thiết kế đậm phong cách của một chiếc xe hoài cổ, một chiếc xe cổ điển. Phần mui dài, động cơ phía dưới, những đường nét uốn mềm mại. Cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Các bạn thấy những đường nét, đường cong đỉnh cao của thời, đỉnh cao của những kỹ sư thời ngày xưa, thời cổ điển. Quá đẹp. Như phần thân của này được làm từ gỗ nhé, thân xe được làm từ gỗ. Mình nhớ không nhầm là xe được thiết được chế tạo bởi 163 nghệ nhân. Quá đẹp. Chỉ có hai chỗ ngồi. Đây là cục bên hậu. Ống xả được đặt hai bên hông. Gương chiếu hậu thiết kế như một chiếc lá, nội thất bên trong bọc da màu đỏ bóc đô. Nội thất cũng được thiết kế đậm phong cách ngoài cổ. Đậm phong cách cổ điển chứ không phải là ngoài cổ. Không có một không quan sát thấy những cái công nghệ hiện đại trên xe. Cốp phía sau. Xe thì có chiều dài tổng thể là 4.147mm, rộng 1.751mm và cao chỉ 1.180mm. Đường cong mềm này. Trong thiết kế nhỏ nhắn như này thôi nhưng xe đã sở hữu động cơ khá là lớn, V8 4.8 lít. Mình không nhớ rõ nó là thông số cụ thể của xe, nó là bao nhiêu mã lực. Đối với các bạn sẽ gửi đến các bạn sau. Tại Anh thì xe có giá vào khoảng hơn 60.000 bảng. Về Việt Nam đâu đó khoảng
trên 200 nghìn. Số thông tin về động cơ mình sẽ biết là phần sapo ở phía dưới video, các bạn có thể theo dõi. Và mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like, share, subscribe kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn.